canh thôi, không cần nhiều làm gì. Rồi bỏ đi quả lớn nhất. Cái bà chủ liếc nhìn cái cân mà nói 8.000. Thế là tôi ung dung móc ra 2.000 trả bà ta, rồi lấy quả cà chua to nhất vừa bỏ ra quay đít đi. Được không anh đi? Hay chứ bộ? Yêu hay, yêu hay mấy bạn ơi. Oh man. Còn nữa đó, cái quần này bao nhiêu ạ? 80.000. Thôi 50 có bán không? Không, mẹ con là trả giá 20. Lại không có nói đó. Cô là cô sợ mẹ con lắm. Đây, đâu, tôi tìm tiếp. Thôi bây giờ tiếp, trong khi tôi tìm thì các bạn mời các bạn đến với ca khúc ở vị trí số 8. Just You, Hoàng Thùy Linh và Vua Quy Nguyễn. Mắt và môi không thể tạo được tiếng cười giọng nói, làn da mái tóc và tướng tá nhỏ xinh. Như khi em đến mọi thứ mất tinh linh, hiện trước mặt như chúa giang trần gian, bóng tối mất những ánh sáng đã làm vàng. Bởi chính em đã là một kiệt tác đẹp tinh khiết lung linh từ bản thân mình. Các bạn ơi, các bạn vừa nghe ca khúc Just You với Hoàng Thị Linh và Vua Quyên Nguyễn. Tiếp theo lại là câu chuyện trả giá nha. Có lần mua đồ hả? Có lần mua đồ muốn mặc cả. Em thông minh đột xuất. Bác ơi, cháu chỉ có 50.000 thôi, bán cho cháu đi mà. Cái chủ quán kiểu miễn cưỡng đồng ý. Sau đó em hí hửng lôi tờ 100.000 ra khỏi ví đưa cho chủ quán, cả bầu không khí như đông lại vì ánh mắt của chủ quán tới giờ em vẫn không quên. Quy tắc của trả giá là trả giá xuống một nửa trước, sau đó trả xuống thêm 20.000 nữa là quy tắc vàng. Thôi biết
cô thấy sẽ sai rồi. Tại vì á, thường trả một cái mà hả người ta gật đầu rồi mà mình còn trả thêm nữa là kiểu gì cũng bị quánh, đúng không? Yeah. Là sai rồi. Bây giờ chúng ta đến với ca khúc ở vị trí số 7. Đó là bài hát Mùa Xa Nhau của em. Zone FM. Happy Land đã quay trở lại. Wow, có gì hot, có gì mới sao? Có đây, có rất nhiều, rất nhiều. Bạn đã sẵn sàng cùng khám phá những chuyên mục mới toanh cùng Happy Land. Những thông tin giải trí nóng hổi, những câu chuyện hậu trường chưa được tiết lộ, những bí kíp có 102, những cuộc hẹn hò thú vị. Tất nhiên là còn cực nhiều cơ hội giao lưu cùng những ngôi sao nổi tiếng và MC dễ thương nữa chứ. 11 đến 13 giờ trên sodaybem.com cùng Happy Land cười thả ga và nhận những phần quà cực đã. Happy Land streaming trực. Lắm rồi, mong lắm và thương lắm. Câu nói của vợ: anh ơi, hai con còn đạp. Chán lắm, nản lắm, vô vọng cùng cực
Từ đó đến hôm nay là 37 ngày. Tôi lê la khắp Từ Vũ hỏi người này, tâm sự người kia. Tôi lục tung mọi kiến thức về thai sản, xem có ai giống mình không. Vợ chồng mình là hàng độc, xui tận mạng rồi em yêu dấu ơi. Chả ai giống mình đâu. Tuần thai thứ 34, đã đến lúc các con ra đời. Cố gắng không được nữa rồi hả hai búp bê của ba? Ừ, thì cái gì cũng phải có sự giới hạn của nó. Đôi khi cố quá lại không hay. Hai bé gái, bé 1 nặng 2,8 kg, hơn các bé cùng thời điểm 500 g. Kết luận, béo phì như thằng cha nó. He he. Bé 2 nặng 1,5 kg, suy dinh dưỡng tạm chấp nhận. Hi hi. Hai bé đã an toàn và đang nằm trong lồng ấp, nơi dưỡng nhi, đã tự thở được, không cần máy oxy nữa, đang tập bú mớm thuần thục, rồi sẽ về với ba với mẹ. Cả gia đình sẽ lại tung tăng bên nhau. Gia đình ta có 6 người các con nhé. Ba nè, mẹ nè, anh hai măng cụt nè. Anh này hồi đó phải chọc ối xem có bị nghi nhiễm rubella không. 50% an toàn, 50% đuôi mù câm điếc. Chị ba mãng cầu nè. Chị hai con ra đi năm ngoái lúc 20 tuần vì cái bị gọi là hội chứng đau quái quỷ. Và cả hai con, bào ngư vi cá à. Ba tự hào vì sức sống mãnh liệt của hai đứa bay. Mau lớn học giỏi, cứ chồng giàu có cho ba mẹ nhờ nhé. Ba mẹ hiện giờ hết xí quách rồi mấy đứa ơi. Quýt mẹ bầu vĩ đại, thương con như điên như dại. Bà Miko cũng xin chúc mừng cho anh Nguyễn Hoàng Thái cũng như là gia đình của anh về những sự cố gắng của hai anh chị và kết quả hạnh phúc. Xin chúc cho cả gia đình của chúng ta thật là khỏe mạnh và luôn luôn đầy ắp tiếng cười. Và Miko cũng xin chúc cho tất cả quý vị khán giả, tất cả mọi lứa tuổi của Top 40 luôn luôn có một cuộc sống thật là hạnh phúc nha. Miko xin gửi các bạn vị trí số 5, I Want You To Know với Jet và Selena. Bạn đang đến với Zone Live, nơi sẻ chia những điều thú vị trong cuộc sống, nơi gặp gỡ mỗi tuần một gương mặt.
Đây sẽ là một chuyên mục giới thiệu những nhân vật đến từ nhiều ngành nghề. Qua đây, họ sẽ chia sẻ kinh nghiệm và khả năng của mình. Zone Life sẽ là nơi những cuốn sách được trân trọng, những giá trị lịch sử được tôn vinh. Hãy đón nghe từ 18 đến 19 giờ thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Hai MC dễ thương của chương trình sẽ giúp bạn gửi đi những thông điệp yêu thương. Zone Life, nơi bạn biết, bạn hiểu và chúng ta chia sẻ. Zone FM. Và chúng ta đang quay trở lại với Top 40. Vị trí số 4 là Sugar Maroon 5.